Bẩn lắm. Ôi trời ơi. Sao cực khổ ghê thôi. Không có lên đâu. Lên khói mà không lên lửa. Hình như tại vì dơm. Dơm nó hơi ướt. Ướt rồi ngã. Nó có lửa, có lửa, có lửa. Từ từ để nó bắt lửa đó. Người qua bên này nhóm rút thì bếp và cuối cùng chỗ tình nghĩa bóp làm tắt lửa của đội cho em. Cái này tự nhiên nó bắt xin lỗi em nha. Anh ơi, thôi không sao, chúng mình là nhóm chuyên nghiệp, sợ gì vài ba cái thắt nước nhà anh nhỉ? Sợ em, sợ đấy em. À, người đàn ông làm vợ của tôi đấy. Anh ơi, lấy dơm khác đi anh, dơm này ướt rồi. Đó, chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp dưới. Anh lên. Bao tay chúng ta ở đâu rồi? Anh lên. Đây xong là con lấy nước xuống nồi. Ủa sao bên này có bao tay mà mình không có? Bao tay thì mình đã cất hết rồi, tôi chỉ cất hết rồi á. Bao tay ở bên này, bao tay ở bên này. Đâu? Cảm ơn mẹ. Ôi dạ thôi. Mẹ tuyệt vời. Giấu như mà mẹ. Mua. Mua đi bây giờ. Mua nào. Mua ơi. Nhau mua. Bây giờ mọi người muốn mua bao nhiêu cái nè? Bây giờ chị cho em bao tay, em cho chị nước thịt. Trời ơi, chị đâu cần nước thịt đâu. Nước thịt nó mới chưng, nó mới ngon. Đây chị cho. Trời em ơi, luôn. Chị rộng lượng quá. Ở bên này khâu nhục á. Cái nghĩa của nó là cái gì vậy bố? Khâu nhục có nghĩa là khâu. Khâu thì thực ra nó là cái sườn con lợn á. À, là nhục là con lợn đúng hai không? Cái mạng sườn của nó. À. Cái tiếng dân tộc người ta nói là khâu. Ở trên miền núi này của mình thì mình sẽ gọi là khâu nhục đúng không? Đúng rồi, đúng còn rồi. Ở dưới là mình sẽ gọi là ba chỉ. Đúng rồi, dưới là gọi là ba chỉ. Con vớt đỗ xanh ra, đổ đỗ xanh xuống. Vớt đỗ xanh chị ơi. Đỗ xanh đây này, đỗ xanh đây. Bây giờ thái thịt như thái nào? Thái thịt thái 3 miếng dài. 3 miếng dài. Lắc quả đông. Được rồi, con lấy xuống nồi đi, con lấy xuống nồi đi. Múc bỏ vô nồi này hả mẹ? Được rồi, đổ xuống nồi đi con. Sau là con... Ủa nồi này đang có nước mà mẹ? Ừ, đang có nước ngâm mà. Chị ơi, chị biết lọc xương không? Đưa đây chị lọc cho. Chị biết lọc xương, em đi ra nấu này đi. Nhưng mà thấy Hùng cầm dao kìa qua ơi. Hả? Con dao cầm xa thiệt xa để cắt thịt luôn kìa, thấy con ghê không? Nhanh lên con cắt thịt. Cái món này nó đã lâu rồi em, cắt thịt nó làm lâu. Con này, món con bây giờ con lấy rổ về. Thế nào mẹ ơi? Ô thưa quá nhỉ. Dạ. Con đồ bây giờ cái nào đâu? Thưa quá. Đồ lấy cái bên dưới, lấy cái bên dưới. Cái này đúng không? Cái bên dưới. Cái bên dưới. Cái này á? Cái này. Con là con đổ rau xuống trước. Con đệm lên nhanh lên. Con đổ rau xuống trước. Đổ rau xuống trước. Con đổ rau xuống đi, đổ rau ra đi. Con là con lấy gạo xuống đi. Nhanh tay lên, không kịp. Gạo. Đấy, đúng rồi. Xong là con, bây giờ con lẫn với nhau. Con lẫn, đấy. À, làm giờ là thành... Xong thịt, bây giờ con lại chăm nồi đỗ xanh. Đấy, con vo. Vo thế này con, hai tay. À, vo thế này. Mình chà để cho nó sát lại với nhau phải không mẹ? Gia vị à? Ta sẽ chà thật sát và hát một bài. Đây ạ, gia vị gồm có những cái này. Hạt nêm này, bột canh này, hạt tiêu này. Mấy kim ta luồn kim. Mấy kim ta cho vào đây luôn. Cho vào thịt mà, ướp thịt. Cho vào đâu? Để mình nói cho mà nghe, chưa bao giờ. Xong con ơi, con lấy ra đây một nửa. Con lấy ra đây một nửa. Một nửa, yeah. Một nửa. Xong là con sấy. Đây. Sấy đi, làm thế này làm. Thật, mạnh lên. Đây. Chuyên nghiệp chưa? Thấy chưa che tài năng của tôi. Có làm được không? Được rồi. Ra nhiều hơn cho vậy gì Ngọc. Chị đã chà rồi là xong mà bây giờ nó đã ướp một màu đen rồi. À. Rồi ạ, hết nước rồi. Hết nước rồi, con để bếp nhỏ để nó... Món này thường khoảng bao nhiêu lâu thì xong một phong món này? Mấy tiếng, 6-7 tiếng luôn. Món này nói chung là mình muốn ăn buổi sáng thì mình phải làm từ trưa. Mẹ ơi, có thể để ý đến con. À, đây, con thể đi, đây, như thế được rồi, đây. Là được chưa mẹ? Chưa được, chưa sạch à? Nhưng mà mẹ có hôm mẹ không hộ được. Dạ được. Hùng ơi, cho nó em làm gì được không? Em đang có ướp thịt. Gấp lá rong vào, con gấp cái từ lá rong vào. Nhỏ này được chưa bố? Con gấp vào, gấp đôi dài, gấp theo bề dài. Gấp ngang đấy, gấp ngang vào. Con cắt cái cuộn nó đi. Trình không có rau vào. Ở đây. Cắt nó bắn vào đây rồi mà được rồi con. Đây ạ, như còn đấy cắt lên, lùi lên một tí đấy. Được rồi
cắt 3 lá, 6 lá. Đấy, wow. Cái tàu soi băm thế được rồi. Được rồi hả bố? Ờ, được rồi. Được rồi ạ. Đấy, cho cả cái tàu soi này vào. Chưa được vô mẹ ơi. Không không không, mẹ chỉ nhìn thôi. Nhìn không, thôi. Không mẹ, mẹ có làm rồi. Thật sự gói này rất khó đó. Cắt cái này đi. Ờ, cắt cái kia đi. Ít ít thôi nhá, ít ít thôi nhá. Làm nào? Con ơi đừng cắt vào lá, cắt vào lá không không gói được. Cắt đi một tí xương của nó thôi, một tí xương thôi. Ờ, một tí xương của nó, lấy tay về cậy cũng được. Đấy, con cầm cái đầu kia. Đó. Con cầm cái đầu lá cái sao là cắt. Đấy, đúng rồi, chuẩn, chuẩn rồi, xong rồi. Xong là bây giờ con gói ạ. À? Gói, gói, con gói, con gói. Chị biết gói không? Không, chị sẽ để em gói. Bây giờ... con để làm để nó tròn tròn đi đã. Lăn lăn cho nó tròn đi. Lăn cho nó tròn. Đấy. Những công việc nặng nhọc nhất thì dành cho tôi. Chị làm cái gì đấy chị Ngọc? Trời ơi em ơi, chị phải làm công việc nặng nhọc nhất. Nhóm bếp hả? Ở nhà là nhóm bếp. Phòng một tiếng xong không? Từ từ. Ơ, à, quên rồi, lấy nước đã. Gói bánh ấy mình cũng phải gói lòng lòng tay đúng không ạ? Ừ, gói để lòng lúc tay chín nó nở ra. Vâng. Khói thế. Được chưa Khoa? Anh làm gì đây anh? Anh đang nhóm bếp. Anh ơi, à? Sao anh không nhóm bếp bên mình? Ôi tôi chết nhầm rồi. Ôi trời ơi. Ủa Khoa em đây. Đang làm đúng mà. Em nhóm giúp cho đội chị. Em nhóm anh nhầm bếp. Bên mình bên này anh ơi. Trời ơi, bởi vậy cái tính mình, cái tính tốt của anh khó bỏ lắm. Không phải là dạy gái hả anh? Không phải. Đây là công việc dành cho những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Là chẻ củi rồi gánh nước. Còn ở trên kia là công việc nặng nhọc đó, dành cho những người đàn ông vạm vỡ. Hùng vẫn coi như không nghe thì gì. Số phận khi mà vào đội là hiểu được rồi đó. Hùng ơi. Dạ. Em có thể nào thấy như đội bạn đó, người ta giúp sức cho nhau. Người ta nào giúp sức cho chị được không? Em giúp mẹ em à. Tôi tôi. Phần là con ra đi. Sao cực khổ ghê nói. Con lên rồi. Lên khói mà không lên lửa. Hình như tại vì dơm. Dơm nó hơi ướt. Ướt rồi ngã. Nó phá lửa, phá lửa, phá lửa. Từ từ để nó bắt lửa đó. Em là người qua bên này nhóm rút thì bếp và cuối cùng thì có tình nghiệm bắp làm tắt lửa của đội cho em. Cái này tự nhiên bắp té. Té. Xin lỗi em nha. Anh ơi. Thôi không sao, chúng mình là nhóm chuyên nghiệp. Sợ gì vài ba cái thắt lửa nhà anh nhỉ? Sợ em, sợ đó em. Đó, người đàn ông làm vỡ của tôi đấy. Anh ơi, lấy rơm khác đi anh, rơm mình ướt rồi. Lửa đã lên rồi. Còn chần chờ chứ nữa. Lần sau chúng ta phải làm một cái bếp cách ly. Để nó từ từ ướt tí. Làm sao mà mấy đứa nhóm cái bếp cũng không xong cái này nữa. Nó có nước bố ạ. Ở đâu có một cái kinh luồng nước nó tới. Đấy chứ phải học làm đi, cứ quen ăn rồi đến lúc làm là không biết làm. Đấy bố nói thì trước quen ăn rồi tới lúc làm không biết làm. Là không biết làm cái gì. Giờ bố nhóm nó còn cái bếp này. Anh ơi, miếng thịt của mình hấp dẫn lắm anh ơi. Đấy giờ con diễn đấy bố, con nhóm bếp từ nhỏ mà. Ủa mẹ ơi, là giờ đặt lên thôi đúng không? Ừ, đặt lên. Thế yeah, giờ bị ướt nó lại tắt rồi. Xong là đi. Bố ơi, thịt đây được chưa bố ơi? Đây nè, chuẩn bị lên, lửa lên. Lửa ông lên là do nghiệp đó Hùng ơi. Con điện tạp nước đấy. Cho em xin một chút lửa nhá.
cái gì? Anh ơi, giải nghiệp cho em yên tâm đi đó. Anh Khoa ơi, bên em có người gây nghiệp, bên anh sẽ giải nghiệp hả? Hay là thôi mình thái ra ăn luôn thì khỏi khâu nhục nhỉ? À, lừa mình lên rồi nhé. Mình đang nấu khâu nhục không phải là thịt chiên giòn thái sẵn em. Rồi, chúng ta đã hoàn thành rồi, chỉ cần chờ đợi trong lúc đun là từ 4 đến 8 tiếng thôi sẽ có bánh chưng. Yeah! Rồi. Bây giờ đem ra kia để mình làm. Bếp mình đã xong rồi. Đây gia vị xong rồi. Khoa ơi, Khoa em vẫn chưa xong hả? Món của em nó phức tạp. Món tụi con bị một luồng nước làm hại. Tại vì chẳng qua là bên mình hơi không khéo tay đó, còn ở bên này là toàn những người khéo tay thôi. Sao lại có cái nồi không ở đây nước đâu? Tôi phải đi đổ vô chứ, mình phải gánh nước. Ở đằng tít xa kia kìa. Trên đỉnh núi hả? Phải lên tít xa kia kìa. Tít đỉnh núi là gì? Đúng rồi, em phải lên đỉnh đó tiếp. Hôm sợ lên đỉnh con giam xô em lấy. Thôi Khoa ơi, việc này nặng nhọc lắm, anh làm cho em. Gì em rửa? Tao nghiệp rồi, bây giờ mình phải giúp lại người ta. Đó, mình phải đàng hoàng như vậy, đội mình thắng mới là vinh quang. Đây nè, đây nè, Thao đây nè, chị phụ em nhé Khoa. Khóc rồi. Khóc thì công sức của chúng ta đã được hoàn thành. Ủa? Ủa miếng thịt của mình đâu bố? Ngon chưa? Đấy, 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 trước mặt anh á. Ủa thịt đây là sao, cái nồi ai nấu lên đây? Đang cho nước. À, chị giúp đội em hả? Ờ, chị giúp đội em. Trời ơi, chị tốt quá, em không ngờ luôn á. Trời ơi. Ây da. Ây da. Chị tốt quá chị ơi. Bởi vì hồi nãy em chửi chị. Em cảm thấy có lỗi quá. Nhờ những chương trình này mới thấy được tình đồng nghiệp và tình chị em. Thật ra cú hát nước ấy chỉ là một cái chị tạo điểm nhấn thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ chị đâu có muốn làm những cái điều đó bao giờ. Ây da. Mỗi lần gì ấy da em lo quá. Mẹ ơi, thường là ở trên đây á, mùa Tết á thì mình sẽ hay thường hát bài gì ạ? Hát bài về Bắc Sơn. Dạ, mẹ thử hát một bài cho tụi con coi trong lúc mà chờ nồi bánh chưng chín nè. Chờ nồi bánh chưng chín, mẹ hát bài dạ. Bắc Sơn quê nọ nhá. Dạ, ok, 2, 3. Bây tàu khinh thiên trai Nam quan là mà thân Bắc Sơn quê nọ. Lai tiếng nọc vui rõ Nga trang đông cần cần xây hắn công to can. Quê nọn lai mày mà ca hôm văn mát tàu và mát cảm công ca. Lại tiếp tục. Quê nọn lai phóng thanh danh làm chùa tiên nhị tam thanh là tổ thiên thánh quầy mà hoan hỷ bây giờ thường thần tới.